mình trúng số. Mẹ đi khoe trúng số linh tinh thì lúc đấy người này đến vay, người kia đến vay, chết. Tao cáu lên mà không cho nghìn nào, dở hơi ra. Từ trước đến giờ em chỉ diễn trong vai con dâu ngoan hiền thôi. Bà có ăn không ạ? À? Uống. Đi về đây, bà nói cho tôi biết tôi biết. Đủ rồi đấy. Ừ, vợ chồng mừng tài đến rồi đấy à? Con có mua cho mẹ một ít đồ bổ dưỡng này. Trong này có sữa này, tổ yến với cả sâm, tốt cho sức khỏe lắm đấy mẹ ạ. Các con chu đáo quá. Đến chơi với mẹ là mẹ vui rồi. Quà cáp làm gì cho tốn tiền chứ. Mẹ cứ nói thế. Mà dạo này chị Trang không thăm mẹ à? Gớm. Từ ngày chồng nó mất đến giờ ấy, nó đến thăm mẹ đếm trên đầu ngón tay. Mang tiếng là dâu cả, mà làm sao chu đáo được bằng con. Chị Trang, chị cũng chỉ là công nhân may bình thường thôi, làm gì có điều kiện để mà mua đồ cho bọn con ạ. Mẹ uống nước đi. Các con uống nước đi. Dạ vâng ạ. Ơ, chị Trang. Con chào mẹ ạ. Cô chú đến thăm mẹ ạ? Dạ. À, mẹ ơi, hôm nay con được nghỉ làm, con có làm cái xấu xào, mang sang biếu mẹ ạ. Ôi dồi ôi, chị ơi, bây giờ lại còn tặng xấu nữa ạ. Mẹ chỉ thích nước sâm với cả tổ yến thôi. Đúng vậy, báu bở gì mấy cái thứ này, ăn vào chua lét nhỉ. Dạ. Mà hai vợ chồng ở đây ăn cơm với mẹ nhá. Dạ vâng. Dạ mẹ ơi, con xin phép con đi về ạ. Thôi, đã đến cả rồi ấy, thì ở đây mà ăn cơm, về làm gì nữa. Dạ, hôm nay con phải làm ca đêm, con xin phép ạ. Người ta đi làm ca kíp, làm công nhân, làm gì ngày nghỉ được nghỉ đâu mà mẹ giữ. Ừ. Mẹ, chị Trang chỉ làm gì có thời gian, chị cũng phải đi làm để kiếm tiền chứ. Dạ, con xin phép, con về ạ. Chị vừa làm cơm mẹ ạ. Em chào chị. Thế thôi, chờ mẹ đi nấu cơm nhá. Thôi con giúp mẹ. Ừ. Ừ, tôi biết rồi. Hả? Sao cơ? Cái tờ vé số hôm trước mua á? Tôi cũng chả nhớ vứt ở đâu nữa. Mà khiếp, làm gì đến lượt tôi trúng số? Vé số á? Mình để đâu nhỉ? Dò xem kết quả hôm qua này thế nào. Cái gì thế này? Mình trúng số. Mình có nằm mơ không nhỉ? Phải gọi cho vợ chồng người Tài mới được. Nghe đi. Alo, Tài à con? Mẹ trúng số rồi con ạ. Trúng số rồi, 12 tỷ. 12 tỷ đấy con ạ. Ừ, đến ngay nhá. Để mua cái gì khao cho chúng nó mới được. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Thế có khi nào bà có tí tiền lại mang đi cho ai được không? Đã gặp vợ chồng mình sang đây rồi còn đi đâu nữa. Chắc là mẹ đi đâu đấy thôi. Chết rồi. Mà anh quên mất không dặn mẹ rồi. Mẹ đi khoe trúng số linh tinh thì lúc đấy người này đến vay, người kia đến vay, chết. Sao mà mệt thế nhở? Từ trước đến giờ, lúc nào em cũng cố gắng giúp vai con dâu ngoan hiền để mẹ thương mà cho tí tiền. Bây giờ, thì cho ai nữa không biết, mà còn anh nữa. Mẹ nói gì nghe đấy đi, đừng có cãi. Bà cáu lên mà không cho nghìn nào, mẹ dở hơi ra. Bây giờ, có 20 tỷ trong tay thì sao nhở? À, thì đương nhiên là sẽ mua một căn biệt thự ven biển rồi đi du lịch châu Âu.
hai vợ chồng mình nhá, đi du lịch tất cả các nước trên thế giới, được chưa? Thế con mẹ? Đón cả mẹ đi cùng. Đón cả mẹ đi cùng? Mẹ già yếu thế rồi, đổ bệnh là anh chăm nhá. Thì cứ đón cả mẹ đi cùng có làm sao đâu. Đúng rồi, đó mà mẹ đi cùng chả làm sao cả. Nếu lúc có chuyện gì xảy ra thì chút lên đầu con nào, con này chứ ai nữa. Em xin anh, từ trước đến giờ em chỉ diễn trong vai con dâu ngoan hiền thôi, chứ rảnh đâu mà đi chăm mẹ. Mẹ già như thế rồi, bệnh tật ra đấy. Mẹ thích cả người, anh xem nào cho mẹ vào viện dưỡng lão đi. Mẹ gọi. Dạ con đây ạ. Dạ. Dạ thế ạ. Dạ vâng, vâng ạ. Có người bảo mẹ bị ngã ngoài đường. Ê! Đi. Điểm nào của chưa lấy được. Chờ em ơi. Há miệng. Ăn. Bảo có ăn không ạ? Không ăn. Nào, nhanh lên, ăn nhanh lên. Bà còn để người khác hầu thì bao giờ nữa? Hả? Uống. Uống. Này, em chăm mẹ thì phải chăm cho hẳn hoi chứ. Chứ em chăm bẩn như thế này, ai người ngoài nhìn vào thì sao? Anh vào mà chăm. Có giỏi vào mà chăm. Trước chăm bái cho béo ục nghịch ra. Đấy, bây giờ khổ chưa? Mà anh tìm mấy tờ vé số chưa? Anh chưa. Chẳng hiểu mẹ cái đâu nữa. Bà kia, bà giấu tờ vé số ở đâu? Nhưng sợ, không biết. Bà giản hại này. Đi ra đây. Không đi. Đứng dậy. Không đi. Đứng dậy. Bà đi ra đây. Không. Đi ra không. Bà ngồi im đây mà suy nghĩ. Đến bao giờ nghĩ ra tờ vé số ở đâu thì vào trong nhà. Không có ngồi đấy mà canh cửa. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Dạ. Sao mẹ bẩn này? Mẹ đứng lên đi ạ. Bà chị dâu quý hóa đến rồi đấy à? Các người, có phải các người đánh ạ mẹ không? Sao mẹ ra nông nỗi này? Con dâu quý hóa của mẹ đến rồi đấy à? Mẹ bị tai nạn mất trí nhớ, ngớ ngẩn bao nhiêu lâu rồi bây giờ mới đến thăm. Cô nói cái gì cơ? Mất trí nhớ á? Mẹ, mẹ có nhận ra con không ạ? Trời ơi, ăn cơm đi. Có phải cô ta không cho mẹ ăn đúng không ạ? Này, ăn nói chứ cẩn thận. Nhìn thấy không? Một bát cháo to đùng, đút vào mồm bái không chịu ăn thì làm kiểu gì? Đút vào mắt ạ? À? Cô là con dâu, mẹ chồng bị ốm thì phải chăm sóc hẳn hoi tử tế chứ. Cô nhìn xem, đầu tóc thì ướt nhẹp, người thì bẩn. Đủ rồi đấy. Chị đừng tưởng chị là chị dâu mà chị muốn nói vợ chồng em thì chị nói. Vợ em mấy ngày nay đã chăm mẹ rất là cẩn thận rồi. Trong khi đó chị ở đâu mà tự nhiên hôm nay chị tới đây tỏ vẻ quan tâm mẹ để làm gì? Chú là con trai của bà ấy, nhìn thấy mẹ bị hình hạ như vậy mà vẫn để yên được à? Nếu cô chú không chăm sóc được mẹ ấy, thì để tôi đưa mẹ về chăm. Gớm bạo mồm quá. Đấy, nhặt về mà chăm. Mấy ngày đi rồi mà ngấm. Mẹ theo con về, con sẽ thay chồng con chăm sóc mẹ nhá. Nếu như chị muốn đưa mẹ đi thì cứ việc, nhưng tất cả những đồ đạc và tài sản của mẹ chị phải để ở lại. Quả thật ý, tôi thấy khinh chú thật đấy. Nhìn thấy mẹ bị hành hạ như vậy mà vẫn để yên được. Còn tôi ấy, tuy tôi nghèo nhưng mà tôi vẫn có thể chăm sóc mẹ một cách ân cần và tử tế nhất. Từ từ đã. Tờ vé số để ở đâu? Nói ra xong rồi đi. Bỏ tay ra. Bỏ à. Tay ra. Chị bỏ tay các ra. Người hành hạ mẹ như vậy mà vẫn còn muốn giữ mẹ ở lại cơ à? Chị chưa đưa mẹ đi được đâu. Tờ vé số để ở đâu? Đi. Đi về đây, nói cho tôi biết tờ vé số. Đủ rồi đấy. Hai người tưởng tôi ngớ ngẩn thật à? Mẹ. Kìa mẹ. Mẹ tỉnh lại rồi à? Mẹ tỉnh rồi. Mẹ tỉnh lại rồi à? Mẹ có nhận ra con không ạ? Tất nhiên là có rồi. Con dâu cả của mẹ. Mẹ tỉnh rồi ạ? Hai vợ chồng con lo lắng cho mẹ lắm đấy ạ. Hai đứa dừng đóng kịch đi được rồi đấy. Mẹ. Là sao ạ? Con không hiểu. Mẹ nói gì đấy?
bọn con đóng kịch gì đâu. Trong thời gian mẹ bị bệnh, con chăm sóc cho mẹ tử tế lắm đấy ạ. Vâng, chăm sóc tử tế là cho tôi ăn cơm sống, thức ăn thiêu, cho tôi uống nước bằng cách đổ lên người tôi như thế này đây này. Mẹ nói gì con không hiểu ạ? Anh đừng giả vờ nữa. Tôi thừa biết kế hoạch và lòng dạ của hai đứa rồi. Tôi đã nghe được câu chuyện của hai đứa. Hai đứa định hất mẹ ra khỏi nhà để thoải mái tiêu xài đúng không? Mẹ, không phải như thế đâu ạ. Mẹ cũng định cho hai anh chị tất cả. Mẹ đâu có cần tiền. Thế nhưng mà lòng dạ của anh chị hẹp hòi và ích kỷ như thế, lại thâm hiểm, độc ác như thế này. Tôi thật không ngờ. Cha, mẹ xin lỗi con. Vì trước đây mẹ đã có thái độ với con, có ý khinh con nghèo vậy, ít tiền. Mẹ biết mẹ sai. Đúng là trong hoạn nạn mới biết lòng nhau. Thấy mẹ khổ sở như thế này, con không suy nghĩ gì, lại còn định đưa mẹ về để chăm sóc nữa. Con đúng là con dâu tốt và hiếu thảo của mẹ. Dạ, không có gì đâu ạ. Dù chồng con có mất rồi thì con vẫn luôn coi mẹ là mẹ của con mà. Kìa mẹ, mẹ suy nghĩ kỹ lại đi. Ngày trước bọn con cũng tốt với mẹ lắm mà. Cô tốt với tôi là có ý đồ. Cô muốn lấy lòng tôi để mà chiếm đoạt cái nhà này với tài sản của tôi. Cô tưởng tôi không biết. Đây, vé số đây. Anh chị cầm cả đi mà đi lĩnh thưởng. Cái việc trúng sổ số ấy, là tôi bày ra đấy, để thử lòng anh chị xem như thế nào. Mẹ làm con mất thời gian lắm rồi đấy. Dạ, con xin lỗi mẹ ạ. Không bị điên à, xin lỗi cái gì nữa. Mẹ anh lừa như thế chưa đủ à? Đây, vé số của cô, cầm lấy mà dùng. Nhanh nhanh. Mẹ có đói không ạ? Con đưa mẹ vào bếp, ăn cái gì nhá. Rửa bát xong chưa con? Dạ con xong rồi ạ. Mẹ cứ vào nghỉ ngơi đi ạ. Thôi được rồi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Trời, từ ngày mai con và cô Tuấn về đây ở với mẹ nhá. Để mẹ có thời gian chăm sóc cô Tuấn cho con cũng yên tâm làm việc. Dạ thôi ạ, con cả cô Tuấn dọn ra ngoài sống lâu rồi, cũng quen mẹ ạ. Thế con không sợ mẹ ở đây một mình rồi ngất ra đấy, không ai phát hiện à? Mẹ đừng nói như thế, mẹ còn khỏe, còn phải sống lâu nữa cơ mà. Không ai nói trước được gì con ạ. Thôi, con và cô Tuấn cứ về đây ở với mẹ. Mẹ nói thật là mẹ có trúng số, thế nên ngày mai hai mẹ con mình sẽ đi nhận tiền thưởng. Con sẽ dùng số tiền này lo làm ăn và lo cho tương lai của cô Tuấn nhé. Con là cô con dâu tốt, hiếu thảo. Thấy mẹ bị hành hạ như vậy, lại không biết là mẹ trúng tiền tỷ, vẫn lo lắng chăm sóc cho mẹ. Con xứng đáng được nhận số tiền này. Mẹ, con cảm ơn mẹ ạ.